Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Giờ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Rồi biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Còn em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực tiếp em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao có chuẩn bị điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thôi gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. Cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. Bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây, trái tim này nằm bên kia. Tôi nghi lắm rồi, tôi nghe là tôi biết cái lon rồi đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo, alo em nghe rõ không em ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy dụng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió man theo những yêu thương nồng cháy trong tôi, đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. Hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp á chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ tính em hơi bề bộn, cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Hồi nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ mà ráp vô có lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Em thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao em ráp y chang vậy mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái. Dạ em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. Phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ cũng chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. Bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. bỏ qua. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi. Thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ, có chút nữ tính với lại có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có một chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xà một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cả tuần không dọn đó. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái thôi. Khoái em. Bố em về em dọn chết luôn á chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. Thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, cô học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho... sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi con, chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái em có chắc thể à? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em thì cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy cái trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra một trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Rồi anh cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là 1 năm trở lên thì mình mới có thể hiểu hết được nhau ạ. Một người đang học ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em chống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về ạ. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn anh. Hồi nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng ngồi nghe coi không ạ? Okay. Wow. Wow. Quá dữ luôn. Thấy chưa? Chịu nổi không? Chết rồi, chết rồi. Chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có một cái tinh thần nghệ sĩ. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy. Lúc nào mà anh giận lên em nhảy một bài hết giận. Chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẽ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của ảnh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Thì dạ. Gia đình nó sẽ rất là nhìn nó nên lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm mà hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ, may mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn.